từ xa xưa chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta hay có cái thói quen là dùng những các cái vị thuốc hoặc những các cái bài thuốc trong dân gian để dùng mà chữa mọi bệnh. Danh y là Tuệ Tĩnh, cụ có câu là năm dược trị năm nhân, tức là người Việt Nam chúng ta có cái thói quen là dùng thuốc, những cây thuốc mà mọc trên đất Việt Nam chúng ta dùng để chữa bệnh. Chính vì thế mà gần đây rất nhiều người Việt Nam chúng ta tìm đến những các cái vị thuốc và những bài thuốc mà được kết hợp từ các cái vị thuốc trong dân gian để sử dụng, và người ta cho rằng như thế là sẽ có hiệu quả hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Khi người ta tìm đến thuốc đông y, người ta uống thuốc mà những các cái thuốc mà từ thảo dược, người ta lại cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn và giúp cho người ta cải thiện được cái tình trạng bệnh tốt hơn. Cái thứ hai là chúng ta thấy là khi mà chúng ta dùng các cái vị thuốc nam đó để chữa bệnh thì có nghĩa là chúng ta đã góp phần vào cái việc là để bảo tồn những các cái gen, các cái giống cây thuốc đó. Đấy là những cây thuốc rất là quý. Anh ơi, đây là nguồn phân hữu cơ nhà mình đấy ạ? À? Vâng. Dùng để bón dược liệu đấy ạ? À? Vâng, đây là đống mùn thuốc ủ làm phân hữu cơ để bón. À, mùn thuốc nam luôn. Vâng, thế thì dược liệu nhà mình đúng là dược liệu sạch rồi anh nhỉ? Vâng, rất tuyệt vời đấy ạ. Để đảm bảo như là cây phát triển tốt thì yêu cầu ta phải chăm sóc như tưới, nước tưới này, nước tưới phải là nước sạch, mà phân bón phải là phân hữu cơ hoặc là bằng các loại mùn của dược liệu, có như nấu đổ ra như nó mục thành mùn ta dùng để bón. Thu hoạch là rất kỹ, mà thu hoạch là phải thu vào buổi trời mát hoặc là buổi chiều. Phơi thuốc đầu tiên là phơi trong bóng râm, sau hết mặt trời ta đưa vào lò sấy, mà sấy để đảm bảo dược liệu ở cái giai đoạn chất lượng tốt nhất.